Hôm nay ngày mùng 2 Tết, nhiều chợ truyền thống, chủ siêu thị, cửa hàng bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa trở lại. Các đơn vị kinh doanh chủ yếu bán hàng trong khung giờ buổi sáng, đồng thời đảm bảo nguồn cung hàng hóa dồi dào và đa dạng sản phẩm phục vụ cho người dân. Thưa quý vị, tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì đã mở cửa trở lại và có không khí rất là nhộn nhịp trong những ngày đầu năm. Và các mặt hàng nhìn chung thì không có sự biến động lớn về giá, tạo nên tâm lý thoải mái và vui tươi cho cả người bán và người mua. Nay là mùng 2 thì các mặt hàng thì cũng có vẫn tươi, vẫn ngon và giá cả thì không có gì là thay đổi. Giao dịch những ngày đầu năm tại chợ diễn ra nhanh gọn, không mặc cả cũng chẳng phải trả giá. Bởi người bán lẫn người mua đều mong muốn mở hàng may mắn. Giá cả thì cũng ổn định. Hy vọng là năm nay, năm Giáp Thìn thì bà con ở chợ Thành bán được nhiều hơn, sung túc hơn năm rồi. Các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm lớn trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt mở cửa trong buổi sáng và chuẩn bị những mặt hàng tươi sống như gà, hoa tươi, trái cây để phục vụ nhu cầu mua sắm sau Tết của người dân cũng như những ngày lễ đầu năm của các gia đình. Siêu thị nó mở sớm như vậy thì tụi em sẽ đỡ hơn. Nhưng những có những cái mà cần thiết gấp thì có liền. Giá cả thì cũng bình ổn thôi. Em thấy giá như vậy nó không có lên so với những cái ngày Tết. Cửa hàng hoặc là siêu thị gì mà mở sớm thì cũng thuận tiện cho người dân trong cái việc mua sắm. Thực phẩm ở đây thì cũng đầy đủ như là các cái mặt hàng hàng ngày vậy đó. Chúng tôi đã chuẩn bị nguồn hàng từ trước bằng cách là chúng tôi đã tập kết các cái lượng hàng hóa chuẩn bị sẵn sàn tại các cửa hàng. Cho thấy tới thời điểm này thì chúng tôi nhận thấy rằng chúng ta đủ cái nguồn hàng cung ứng cho thị trường và giá cả sẽ đảm bảo là không có sự biến động. Nhu cầu mua sắm dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày nghỉ còn lại của dịp Tết Nguyên đán. Nhiều nhà bán lẻ vẫn duy trì đa dạng chương trình giảm giá, ưu đãi, đảm bảo nguồn cung hàng hóa tiêu dùng thiết yếu dồi dào, bình ổn giá để người tiêu dùng không phải mua sắm hàng hóa tăng giá cao sau Tết.